Ngay như vậy, sau khi các bạn search DeepSea thì chúng ta sẽ download cái này về. Và khi các bạn cài thì nó sẽ có giao diện như thế này. Đây là DeepSea. Và để chuẩn bị cho cái môn học này, các bạn sẽ cho thầy một cái thư mục để chứa bài làm. Thì các bạn sẽ sử dụng cái thư mục cũ của mình trong cái môn học IT 101 á. Mình có tạo là FPT Polytechnic á. Thì các bạn vào đây, các bạn tạo cho thầy một cái folder là com108 chấm số thứ tự chấm mã số sinh viên 3 số cuối chấm tên của các bạn, viết tắt, không dấu. Các ngôn ngữ lập trình biên dịch này khi các bạn để trong folder của các bạn có dấu tiếng Việt nó hay bị lỗi. Cho nên chúng ta đổi chỗ này tí xíu, không dấu. Và copy cái này cho thầy một cái. Copy cho thầy một cái. Rồi vô trong thư mục của mình trống trơn ha. Rồi mình quay trở lại vô trong DeepSea. Các bạn chọn file New Project. New Project. Và các bạn chọn kiểu. Ở trong này chúng ta có hai kiểu chúng ta quan tâm. Một là Windows Application. Hai là Console Application. Và chúng ta chọn Console. Bởi vì môn này chúng ta học chủ yếu những lệnh cơ bản. Chúng ta chưa lập trình giao diện. Còn ở bên Windows Application này là lập trình giao diện. Tức là tạo ra một cái ứng dụng giống như là cái ứng dụng DeepSea chúng ta đang sử dụng, gọi là lập trình giao diện. Còn chúng ta dùng là console, là lập trình nó chạy trên cái nền dot màu đen đen gì đó. Chọn ngôn ngữ C. Nếu bạn nào lúc nãy mà nó đang chọn C cộng thì bạn chọn C. Sau đó bạn chọn là make default giúp thầy. Set nó là mặc định để cho nó khỏi nhầm. Và trong cái project 1 này, các bạn dán cái hồi nãy vô. Chấm lab 1 giúp thầy. Đây là mình sẽ làm cái project này để phục vụ cho lab 1. Được chưa? Lab 1. Ok. Và ở bên trong thì chúng ta chọn cái folder lúc nãy. Chọn folder FPT. Đây. Folder này. Tại vì các bạn mới học thì trong mỗi cái dự án các bạn nên tạo một folder riêng. Còn nếu mà các bạn làm thuần thục rồi thì thôi, làm chung cũng được. Nhưng chỗ này chúng ta nên tạo lab 1 tại vì bạn mới học. Cho nên là bạn nên tạo folder riêng và lưu cái lab 1 của mình vào. Lưu lab 1 của mình vào. Ở đây nó sẽ tự động tạo cho mình một cái file gọi là main.c. Nhớ mình đang làm ngôn ngữ C. Cho nên nó .c. Và khi bạn nhấn Ctrl S lưu lại thì nó hỏi là cái file này nè lưu với tên là gì. Mình ghi là lab 1. Nó hỏi là tên này lưu cái gì, mình ghi lab 1. Xong. Và bạn chưa cần hiểu, bạn chỉ cần vào đây gõ giúp cho thầy lệnh print mở ngoặc nháy kép Hello World, Hello FPT. Hello đi. Rồi, ok. Chấm phẩy. Hello. Lưu lại. Chú ý trên bảng nè. Chú ý trên bảng đi. Sau khi thầy gõ cái lệnh này xong, ở phía bên trên cửa sổ nó sẽ có 1 complete, F9, 2 run, F10,
3 ha, complain and run là F11. 3 cái phím mà chúng ta cần chú ý. F9 biên dịch, F10 chạy, F11 vừa biên dịch vừa chạy. Tại sao thầy cần các bạn chú ý? Thứ nhất, thầy bấm F9. Rồi, nó sẽ báo là không lỗi, không cảnh báo. Nếu trong trường hợp bỏ cái chữ F đi, bấm F9, nó sẽ báo lỗi. Lỗi ở đây, dòng số 7 đang định nghĩa undefined, chưa định nghĩa đến cái lệnh print. Lệnh print trong C nó không có, cho nên nó không hiểu. Được chưa? Rồi. Và khi mà các bạn gặp lỗi, khi các bạn lập trình, các bạn gặp lỗi, vui lòng sửa từ từ giúp thầy. Cứ nhìn thấy có là mình sửa. Cho nên bạn viết một đoạn ngắn thôi, bạn sẽ bấm F9 giúp thầy để mình kiểm tra những lệnh mình đang viết có bị lỗi không. Nếu lỗi sửa ngay, chứ để nhiều quá mình không biết đường đâu mà sửa. Ít thì nó báo chính xác, còn nhiều tại vì nó báo theo cấu trúc, cho nên nhiều khi nó báo cái lệnh đó nhưng mà không phải sai ở lệnh đó, bởi vì sai cái cấu trúc của bên trong. Thì lúc này bạn phải biết cấu trúc thì bạn mới dễ nhìn. Còn khi mà lệnh ít thì bạn cứ bấm, thì ở đâu nó sai nó chỉ ở đó, nó sẽ dễ hơn. Và bây giờ chúng ta quay trở lại code đúng. Và chúng ta bấm chạy F10. Nhớ chú ý chỗ này. Nó ra gì đây? Hello. Nếu như thầy viết tiếp. Đây, thầy thêm một cái lệnh. Nháy kép FPT Polytechnic chấm phẩy. Bây giờ chú ý nè, thầy gõ xong lệnh này, thầy bấm F10, đừng có chạy thử, mình đoán kết quả nó là gì. À, gõ lên yellow giúp thầy. 5 bàn đầu tiên có kết quả chính xác sẽ có điểm cộng. Đừng chạy thử, gõ lên yellow giúp thầy. Theo mình thì cái lúc nãy thầy làm, thứ nhất thầy gõ lên hello, print hello, thầy F9, sau đó thầy F10, và thầy gõ tiếp lệnh print FPT Polytechnic, thầy nhấn F10, thì kết quả nó sẽ ra gì? 5 bàn đầu tiên nhé. Đừng chạy thử các bạn, trung thực giúp thầy. Đừng chạy thử, cứ gõ lên trước đi, để mình đoán thử khả năng của mình như thế nào. Chứ các bạn chạy trước, các bạn có kết quả, các bạn gõ vô thì nó mất vui. Sao nào, ra gì nào? Rồi. Rồi sao thu hồi hết rồi? Không vui nha. Rồi, thầy vẫn tính từ trên này xuống 5 bạn, còn những bạn gõ sau không tính. Ha. Rồi, ok, chúng ta sẽ thử kết quả nào. F10 nhé. Tại sao? Bạn nào giải thích giúp thầy nào? Rồi, kết quả của em là gì?
Rồi từ trên xuống nhé. Hello. Dấu thăng của thầy đâu? Hello. 2 rồi nhé. 3. Rồi hết 3 bạn. Bạn thi đâu? Đây, cho thầy biết lý do tại sao nó ra hello mà không phải là hello APT. Do gì nào? À, ok, cảm ơn em. Rồi, những bạn khác chú ý giùm thầy chỗ này. Chú ý các bước thầy làm. Thứ nhất, lúc đầu thầy gõ lệnh print hello, thầy bấm F9. Tức là nó chuyển từ ngôn ngữ của chúng ta là C. Nó biên dịch ra ngôn ngữ máy là cái đuôi chấm .se. Và khi bấm F10 là nó chạy cái file chấm .se đó. Được chưa? Khi bấm F10. Đây. Khi bấm F10, file này các bạn. File này nó có cái kiểu là application. Đây là file đã biên dịch thành ngôn ngữ máy. Là F10 là nó chạy cái này nè. Và sau đó thầy gõ thêm lệnh xuất dòng số 8 và thầy bấm F10. Thì cái này nó chỉ tồn tại ở trên cái file này. Kể cả bây giờ thầy lưu lại. Đây, nó tồn tại trên file này. File này là để code thôi. Còn nếu như thầy chạy, nó vẫn là hello. Bởi vì nó chạy là nó chạy cái file SE này. File này. Vậy thì chúng ta nhấn F9 để nó biên dịch từ đây thành cái này. Từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy. Nếu như chỗ này bạn không muốn nhấn F9 thì bạn nhấn F11. Vừa dịch vừa chạy. Được không nào? Vừa dịch vừa chạy. Thì nó ra là Hello APT Polytechnic. Và nếu như giờ này bạn nhấn lại F10 thì nó đã bị dịch rồi. Thì nó chạy cái kết quả sau. Hiểu được vấn đề chưa? Khi nào thì F9, khi nào F10, khi nào F11. Hiểu chưa? Đối với lại F9 thì thường các bạn sẽ test là cái đoạn code của mình code như vậy đúng chưa? Không cần chạy. Bởi vì mình có chạy nó cũng không có kết quả gì cần quan tâm. Mình mới viết một vài lệnh mà. Đã có gì đáng đâu để chạy đâu. Nhưng mình sẽ kiểm tra thử là mình code như vậy nó có lỗi hay không. Thì mình nhấn F9 một cái. Nếu mà không báo lỗi thì thôi. Mà nó báo lỗi mình sửa liền. Tại vì mình viết 2-3 dòng mình nhấn F9 một cái. 2-3 dòng mình nhấn F9 một cái. Hiểu không? Còn nếu khi nào mà mình muốn chạy thì mình nhấn F10. Còn mình muốn mà vừa dịch vừa chạy là F11. Đấy. Như vậy chúng ta đã có tạo một dự án, tạo một cái thư mục để chứa dự án, tạo một cái file Hello World để mình chạy thử một dự án. Được chưa nào? Ổn ha?